Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Singapore, sáng nay 10 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tổ chức và đông đảo doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển năng động, mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Các đại biểu cũng bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm 2022, khẳng định khả năng thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Các đại biểu đã trao đổi, đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng gắn kết và thành công hơn nữa. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự thành công của Singapore đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Theo Thủ tướng, quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2023, tình hình còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ Việt Nam xác định phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Việt Nam đã và đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và thúc đẩy các FTA mới, ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, tập trung phát triển hạ tầng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xúc tiến xây dựng trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Singapore trong thời gian tới. Thưa quý vị, với quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Việt Nam. Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Singapore. Tiếp ông Tào Hàng Tàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembcorp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Sembcorp tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An để thực hiện dự án V-Ship, đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án V-Ship ở một số địa phương khác, theo hướng vừa là khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, vừa là khu đô thị dịch vụ công nghệ cao. Lãnh đạo Sembcorp khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại Việt Nam, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và nhận được sự ủng hộ trong triển khai thực hiện dự án V-Ship và các dự án năng lượng tái tạo, nêu một số kiến nghị liên quan tới sửa đổi điều chỉnh luật đất đai. Thủ tướng ủng hộ tập đoàn triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Sembcorp và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC nhằm thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Hiện Việt Nam và Singapore đang thảo luận kế hoạch xây dựng đường tải điện qua Biển Đông trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng cũng đề nghị Sembcorp đóng góp ý kiến qua các kênh trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Hiện luật đất đai đang được xem xét sửa đổi trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp. Sau buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa PTSC và công ty Sembcorp Utilities trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Tiếp ông Lee Chong Min, Chủ tịch Quỹ Đầu tư CMIA, Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng về dự án triển khai tại Củ Chi, cho biết phía Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, từ đó tạo không gian phát triển, tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng mới cho Củ Chi và toàn khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương thực hiện quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược bền vững để khai thác và phát triển khu vực Củ Chi. Ông Lê Trọng Minh cho biết, vào tháng 4 năm 2022, CMIA đã ký biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi để phát triển khu đô thị sinh thái nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm tại huyện Củ Chi bao gồm đất công nghiệp, thương mại và dân cư với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Giá trị đầu tư ước tính 1,6 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến dự án sẽ phát triển lĩnh vực công nghiệp trước với diện tích khoảng 120 ha ngay trong giai đoạn 1. Việc phát triển các khu dân cư sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2 để phục vụ các chuyên gia lao động làm việc lâu dài. Thủ tướng đề nghị CMIA và SG phối hợp chặt chẽ với nhà tư vấn các địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động đã được thỏa thuận, góp phần tạo cơ sở để thúc đẩy thực hiện dự án trong tương lai.
Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là những vị trí thuận lợi nhất phải dành cho sản xuất kinh doanh phải đi trước, tạo ra công ăn việc làm trước khi phát triển bất động sản, xây dựng các khu đô thị, phải thúc đẩy sản xuất kinh doanh phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh trong tương lai của Củ Chi trong tổng thể kết nối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và cả vùng Đông Nam Bộ.